Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay là thầy Bim sẽ dạy một em học trò, đó chính là em Pepsi, em Nhật Minh. Giờ này chưa tới giờ lên lớp cho nên là thầy phải chuẩn bị như là em học sinh của mình đang lấp ló ngoài cửa để mình kêu em vô. Em ơi, vô đây. Rồi, quay tay lại chào thầy đi. Chào thầy. Lại đây thầy Hiểu. Ngồi xuống. Em FC hôm nay muốn học môn gì? Môn toán. Em FC có thể cho thầy Bin biết là em FC đếm được từ 1 tới mấy? Nói lớn lên. 1. Rồi. Giỏi lắm. Em FC có biết làm tính cộng không? Biết không? Ok. Vậy bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng đến với tiết học môn toán của em FC với phép tính cộng. Vỗ tay. Rồi, bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng học môn toán với em FC. Mời em FC ngồi đàng hoàng. Đây là dấu gì? Đúng rồi, đây là dấu cộng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phép tính cộng nha. Đây là số mấy? Số 1. Em xin tập trung. 1, đúng chưa? Rồi, số 1 cộng với 3. 1 cộng 3 bằng mấy? Mấy gì? Con tự đếm đi. Đếm lại. Mấy? 4. Số 4 nào nhỉ? Đếm cho kỹ vô. Rồi, nhắn lên. Yeah. Em Pepsi được cộng 1 điểm nha. Bây giờ xin mời mọi người cùng tiếp tục ha. Tiếp tục nha. Rồi, mà thầy sẽ báo xuống. Pepsi cho thầy biết coi, Pepsi tên ở trong trường là tên gì? Minh. Nói lớn lên. Nhật Minh. Ba kêu Nhật Minh là Nhật Minh giơ tay lên nha. Nhật Minh đâu? Nhật Minh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Là bao nhiêu tuổi? 4. 4 mà giơ 8 ngón tay hả? Rồi, bây giờ Nhật Minh hãy tiếp tục nha. 3 cộng cho 4 bằng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đếm lại. 7. Đúng rồi, số 7 đâu? Kiếm đi. Số 7 đâu? Rồi, gắn lên. Gắn ngang hẳn là hoàng coi. Và 3 cộng 4 bằng 7. Chính xác. Thầy sẽ tặng cho em FC một nụ hôn. Và bây giờ sẽ khó hơn nha. Số này số mấy đây em FC? Số 5. Số 5. 5 cộng cho số mày số mấy đây? Số 3. 5 cộng 3 bằng mấy? Điểm đi. Không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bằng 7. Sai. Cho một cơ hội nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sai rồi. 3 cộng 5 mà bằng 7 à.
Trời ơi, hai nét bèn bèn luôn rồi. Đếm lại một lần nữa. 5 cộng 3, 5 đâu? 5 đâu? 5 đâu? 5 là bên nào? Đúng rồi, 3 bên nào? Rồi, cộng lại. Đếm đi. Yes. Số 8 đâu? Để cho ngay thẳng lên. Thẳng lên, thấp quá. Chính xác, vỗ tay. À, ở nhà mới không? Ở cái khi mới có 4 tuổi thôi. 4 tuổi này là cái tháng này chỉ là 3 tháng mà thôi. Mà MC đã biết làm tính cộng. Ở trường cũng có dạy và về nhà thì ba mẹ có dạy thêm. Đó là cái tính cộng đơn giản lắm. Đó là tất cả mọi thứ là trên coi như hai bàn tay của bạn nha. 4 cộng 4 4 bằng mấy? Điểm đi. 7 số 8 xuống lên. Giỏi. Vỗ tay nào. Nhún nhảy. Nhún nhảy. Ngồi xếp bằng là như này nè. Ngồi giống này nè. Nhìn tay. Đúng rồi, để hai tay lên đây. Để hai tay lên đây. Thiền, nhắm mắt lại thiền. Đưa những ngón tay lên, thí dụ như 4 nè, ha, cộng 2 đi, thí dụ mình đếm nè, 1 thì cái ngón tay mình nhúc nhích, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đó là một cách. Ở 2, bây giờ mình đếm nè, 1, rồi nè, lấy cái ngón tay của bên kia, 1, 2, sau đó mình lấy cái ngón lên này, 3, 4, 5, 6, hiểu không? Dạ. Rồi. Nhắm mắt lại, ngồi thiền giống ba, giống thầy. Thiền. 1, 2, 3, 4. Không, đừng đếm nữa, hít vào. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Cười. Cười. Tốt. Ngày hôm nay MC có muốn học nữa không? Ngày hôm nay thầy sẽ cho điểm MC nha. Thầy cho em MC mấy điểm đây? 6 điểm. Đọc coi mấy điểm? 6 điểm. Sai. Số 6 là số như vậy.
9. Còn số này là số mấy? Số 9. Chính xác. Đứng lên. Số 9 và số 6. Đứng lên. Khoanh tay lại chào thầy đi về. Chào thầy đi về. Chưa? Đứng xích lên. Đứng xích vô. Đứng xích vô. Đứng xích vô. Rồi. Ok, chào thầy đi về. Chào thầy đi về. Chúc con đi về ăn nha, ăn phải nhiều vô và ngủ phải đúng giờ đúng giấc nghe chưa? Dạ. Rồi, chào quý vị đi. Chào quý vị. Rồi đi về đi. Bây giờ thì là tiết học toán của em Pepsi cùng với thầy Bin hôm nay là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong một cái buổi học lần sau. Ôi. Xin chào, lại đây gặp thầy coi. Qua đây nè. Qua đây. Có một học sinh nữa đang muốn tham gia vào lớp học của thầy Bin. Đó chính là bạn. Đó chính là bạn. À, hôm nay là có một bạn cũng đăng ký muốn học nữa. Đó chính là bạn Candy. Hai bạn đang đứng ngoài kia. Thôi để bữa khác thầy Bin dạy nha. Rồi xin chào tạm biệt. Ngày nhớ đăng ký kênh Quốc Thuận Official nha.